Cái con robot này nó không có trên thị trường Việt Nam nên là muốn cài đặt cái phần mềm app của robot là iRobot Home thì các bạn phải đổi sang một cái Apple ID mới mà có thể là ở một các nước như là Đức hay là Mỹ hay Canada vân vân, thì tài trang ở Đức sẽ cung cấp cho các bạn một cái Apple ID để các bạn tải con robot tải cái app đấy về. Sau khi tải app về, các bạn lại đổi cái Apple ID của các bạn cá nhân các bạn đang dùng, thì khi đổi Apple ID rồi thì cái phần mềm các bạn vẫn vẫn còn lưu lại đấy. Ví dụ như là để đổi các, đây là giả sử đây là điện thoại các bạn nha, bây giờ chúng ta sẽ đổi ra một cái Apple ID khác. Thì các bạn vào iTunes lên App Store này, đây là một cái Apple ID mà của khi mà trong máy tính của bạn là các bạn sẽ hiện lên Apple ID của các bạn đúng không ạ. Thì bây giờ các bạn sẽ đăng xuất đấy, sau đó các bạn sẽ ấn đăng nhập và các bạn sẽ điền cái Apple ID và cái mật khẩu. Mà nếu các bạn có một cái Apple ID của Mỹ hay là của đâu đó thì các bạn điền vào, còn đây thì các bạn sẽ điền cái Apple ID mà tài trang Hàn Đức sẽ cung cấp, đó là Apple ID là tài trang.eu và còn vân vân. Đấy, mật khẩu chúng ta sẽ gửi cho các bạn. Sau khi mà đã đăng nhập vào Apple ID rồi thì các bạn sẽ vào phần app để search cái phần mềm là iRobot Home và các bạn download bình thường về. Sau khi download về bình thường thì các bạn sẽ đăng xuất cái Apple ID mà chúng tôi cung cấp và các bạn lại đăng nhập vào cái Apple ID các bạn đang dùng bình thường. Như vậy các bạn sẽ tải được cái app về. Vâng, sau khi chúng ta đã đăng nhập vào cái Apple ID mà tài trang Hàn Đức cung cấp thì các bạn sẽ tìm cái phần mềm iRobot Home và các bạn sẽ download cái phần mềm này, app này iRobot Home này vào. Đấy, đây là nút open trong tiếng Đức vì tôi chọn cái Apple ID này là ở Đức. Đấy, các bạn mở ra. Sau khi cài iRobot Home, mọi người ấn chữ open, đây là tiếng Đức. Thì đây, giờ chọn đất nước cho vùng lãnh thổ cho con robot này thì mọi người chọn nước nào cũng được. Đây không quan trọng lắm, mọi người có thể chọn Germany, continue, accept. Cho phép. Bây giờ chúng ta sẽ là định vị xác định con robot này thì đây là iRobot Zone 3, mọi người ấn vào đây. iRobot mới sử dụng input OK. Get started. Allow location service này. Cho phép khi dùng ứng dụng. Cái này tí nữa. Continue. Bây giờ đây mọi người đặt tên cho con robot này. Ví dụ mọi người có thể đặt là iRobot, ví dụ 671 là con này, tên của nó, hoặc là bất kỳ một tên gì các bạn muốn. Bây giờ là phải kết nối con iRobot này với Wi-Fi. Thì đây là Wi-Fi nhà mình. Thì các bạn cài đặt sẽ hiện ra qua Wi-Fi các bạn. Continue. Đấy, so bây giờ ở đây các bạn sẽ đánh cái password của Wi-Fi nha các bạn. Stop này. Đấy, mình vừa mới ấn Wi-Fi rồi. Bây giờ đối với con robot này thì để kết nối thì các bạn sẽ ấn nút stop và nút dock này là nút home đấy, ấn giữ trong khoảng 2-3 giây. Đi khi nghe tiếng beep. Rồi. Thì nghe tiếng beep. Rồi thì các bạn ở đây thì các bạn ấn vào, tôi đã ấn vào cái nút này. Rồi, continue. Đấy, như vậy là điện thoại đang kết nối với robot. Giờ nó thể hiện nó là iRobot muốn kết nối với cái mạng Wi-Fi này. Ấn kết nối. Ok, như vậy là đã kết nối rồi đấy ạ. Và đợi một chút, bây giờ mọi người sẽ đợi một chút. Nó đang bảo là đang cho phép robot Wi-Fi robot kết nối. Thì có thể hết đợi khoảng 1 phút. Mọi người cứ đợi thôi. Ok, xong rồi, giờ finish tức là bạn xong. Để sử dụng app này nó có một vài cái nút như này.
khi các bạn mở app ra sẽ có nút clean này để nó cho nó chạy. Ví dụ như là nó clean này. Đấy, thì robot chạy. Nó tít tít ba cái. Đấy. Rồi. Khi muốn dừng này, khi muốn dừng robot này thì các bạn ấn vào nút clean một lần nữa. Đấy, sau khi mà ấn clean rồi nó dừng một lần nữa thì có thể resume, tức là nó tiếp tục chạy, hoặc là send home, tức là gửi về đốc sạc, hoặc là end now. Đấy. Thì ví dụ lại send home. Xem hôm để con robot nó tự về chạy tìm về đốc sạc. Thì cái đốc sạc các bạn phải để một nơi nó vững để con robot nó có thể nó quay về, nó không xô đẩy cái đốc sạc làm đốc sạc nó bị dịch chuyển. Đây. Ok. Thế trong phần mềm này nữa thì các bạn có thể có một số nút như là schedule, tức là các bạn sẽ chọn cái thời gian để cho nó robot nó hoạt động hàng ngày, ví dụ thứ hai chủ nhật mấy giờ mấy giờ. Ví dụ history là lịch sử hoạt động của nó, have setting. Đấy, các bạn cái này các bạn có thể tìm mày mò tìm. Đấy. Nói chung nó khá đơn giản, ấn clean hoặc là ấn send home.